Mình chọn đúng chồng thì mình không cần phải trưởng thành. Nhưng mà như thế nào là đúng? Cái này thì nói chung là sẽ tùy theo cảm nhận của từng người thôi. Và mọi người có chấp nhận với những cái xấu đó của đối phương của mình hay không, để mà từ từ mình dung hòa hai thứ lại với nhau. Thì dần dần mình sẽ thấy nó rất là thoải mái và rất là êm đẹp, không có vấn đề gì xảy ra. Nếu như ví dụ có một cái xung đột gì đấy xảy ra, chồng nói mà mình cũng nói, thành ra là đánh nhau. Đó. Thì Thanh nghĩ là mình... sao ta? Khi mà có với vợ chồng Thanh á, khi bất cứ có một cái xung đột gì đó xảy ra nha, thì Thanh luôn luôn im lặng và chồng mình luôn luôn nói và giải thích cho mình hiểu một cách rất là nhẹ nhàng, rất là văn minh. Nên là hai vợ chồng lúc nào cũng kiểu nhẹ nhàng với nhau ấy, mà mỗi một cái cuộc xung đột xảy ra là mình cảm giác như kiểu hai người yêu nhau nhiều hơn luôn. Đó, như vậy em thấy là chị Thanh là rất thông minh luôn á, là người phụ nữ thông minh, không như chị Thanh đây. Chị Thanh đây cũng là một chị Thanh. Không, em không phải thế. Vấn đề nữa là không cãi được lại chồng, nên là thôi mình chọn im lặng là vàng mọi người. Còn nhà bên đây thì bên đây đang giải thích cho hiểu, mà cứ sồm sồm lên cãi, tao nói mày ngu rồi mày nín đi nha. Tao đang nói. Xong cái chuyện vô, hiểu không? Cái là không đứa nào nhường đứa nào hết, cái hành ra là... Có đánh nhau không? Có, quánh nhau hoài à, quánh hoài luôn, quánh riết mà có nghĩa là sao ta. Ê, nhiều khi đánh nhiều thành ghiền á. Ghiền cái cảm giác đó đúng không? Không, ghiền cảm giác mình sống như mình đánh trước. À vậy. Ghiền cảm giác không kiểu như đâu cho mặt tay luôn. Không phải con em quan chết mẹ. Té em đi hả? Không phải má ơi. Rồi là nhà vô quýnh liền luôn, quýnh thiệt luôn á, xong rồi chạy. Kiểu vậy. Không, nói chung là nhà em drama dữ lắm. Fancy. Dạ. Gia đình mình sao nè? Chồng có một mực gọi là gánh vác hết mọi thứ không? Thực ra là chồng em bị ép phải gánh vác. Ép hả? Sao chị ép chồng chị không được em ơi? Chị ép nó sống có trách nhiệm xíu rồi, nó đòi tiền lương em ơi. À, chồng mình cũng là bị ép đó, xong dần dần thành thói quen. Vâng, người ta gọi là uốn cây từ thuở còn non. Nhìn Fancy thì giống như là con của Thanh, còn đây thì giống như là em gái của Thanh. Khóc. Nghe đau lòng. Vâng. À, ghê lắm ơi. Bú đi nè. Mình đâu có thắp nhang cho tổ bà bí đó, sao đẻ hoài vậy trời. Chắc là từ kiếp trước. Trời chọn. Thế Thanh Trần có tính đẻ nữa không? À dạ, đương nhiên là em chưa bao giờ là khẳng định là mình sẽ đẻ nữa. Lúc đầu nó đây là lần cuối em đẻ, xong rồi cuối cùng. Còn Fancy thì sao? Em thì bao giờ thầy bói bảo đẻ là em đẻ. À,